trên con đường mà cô Lanh lĩnh hội trí tuệ này, thật sự có những thời điểm mình rơi nước mắt. Bởi vì nó giống như là Bác Hồ tìm được cương lĩnh của Lenin ấy, các anh chị ạ. Nếu như mà những người Việt Nam biết được những trí tuệ này thì sẽ tuyệt vời biết bao. Nếu như những đứa trẻ Việt Nam được cha mẹ có trí tuệ như thế này nuôi dưỡng thì các con sẽ thành công biết bao. Các con sẽ không phải chịu sự tổn thương nữa. Và các con lớn lên là chính cuộc đời của các con. Và khi đó sẽ xây dựng một Việt Nam tuyệt vời hơn rất nhiều. Vì vậy, trong cả một cái hành trình nỗ lực để mà chúng ta gặp được nhau, không dễ đâu các anh chị ạ.